Chào các bạn, lại một mùa trung thu nữa đang đến gần. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách làm bánh trung thu rau câu nhân flan phô mai. Nếu đã chán ngán hoặc là không thích bánh trung thu truyền thống vì quá ngọt thì đây sẽ là một lựa chọn thú vị mà các bạn không nên bỏ qua. Rau câu thì giòn ngọt, mát lạnh, dậy vị thơm của trà xanh, của cà phê, béo ngậy của flan phô mai, ăn hoài không ngán. Các bạn có thể làm cho gia đình thưởng thức, làm tặng người thân, bạn bè trong dịp trung thu này nha. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Để làm bánh trung thu rau câu thì mình sẽ kết hợp hai loại bột rau câu giòn và bột rau câu dẻo. Mình sẽ dùng hai loại này nhé. Mình cho vào nồi 800ml nước, cho từ từ 8g bột rau câu giòn vào và khuấy đều. Mình cho thêm vào 2g bột rau câu dẻo và khuấy đều cho bột rau câu tan ra. Mình sẽ ngâm trong 30 phút đến 1 tiếng cho bột rau câu nở. Sau khi ngâm bột rau câu nở đặc ra như thế này, thì mình sẽ cho lên bếp đun ở lửa lớn. Vừa đun mình vừa khuấy đều cho bột rau câu không bị cháy ở dưới đáy nồi. Khi nồi nước rau câu đã sôi thì mình sẽ cho vào 120g đường và mình khuấy đều cho đường tan hết. Lúc này thì mình sẽ để lửa nhỏ và đun thêm 5 phút nữa cho bột rau câu chín hoàn toàn. Sau khoảng 5 phút, nồi nước rau câu chín trong như thế này là được. Mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ làm phần rau câu flan phô mai. Mình sử dụng một viên phô mai có trọng lượng khoảng 15g để nhiệt độ phòng cho mềm rồi tán nhuyễn ra. Mình cho vào nồi 100ml sữa tươi không đường, cho phần phô mai vừa tán nhuyễn vào cùng. Cho lên bếp và đun ở lửa nhỏ. Vừa đun thì mình vừa khuấy đều cho phô mai tan hết ra. Khi hỗn hợp sữa nóng lên, phô mai đã tan hết rồi, thì mình sẽ cho vào cùng 80ml nước rau câu vừa đun khi nãy. Và mình khuấy đều. Sau đó mình cho vào 20g sữa đặc. Mình cũng khuấy đều cho sữa đặc tan hoàn toàn. Đun cho hỗn hợp sữa sôi lăn tan trở lại là mình tắt bếp. Mình sử dụng một lòng đỏ trứng gà đánh tan ra. Sau đó mình cho từ từ phần hỗn hợp rau câu sữa vừa đun vào và khuấy đều. Mình sẽ cho hỗn hợp này trở lại vào trong nồi, đun ở lửa nhỏ cho sôi lăn tăn trở lại. Mục đích mình nấu lại là để đảm bảo cho trứng được chín hoàn toàn. Các bạn có thể thêm chút vani cho thơm nhé. Khi các bạn thấy có nhiều khói bốc lên như thế này là được, mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ lọc qua đây để hỗn hợp trứng sữa được mịn. Sau đó mình rót hỗn hợp này vào khuôn làm bánh flan, mỗi khuôn khoảng 50ml. Mình sẽ có được 4 khuôn rau câu flan phô mai như thế này. Các bạn có thể sử dụng bánh flan truyền thống để thay thế nếu thích ăn mềm hơn. Mình sẽ để vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 30 phút cho đông lại. Để làm bánh trung thu thì mình sẽ sử dụng khuôn nhựa 4 khuôn như thế này. Mình sẽ cắt riêng từng khuôn ra để dễ thao tác và lấy bánh ra khỏi khuôn được dễ dàng. Để tạo màu xanh thì mình sẽ sử dụng 3g bột trà xanh matcha, cho vào cùng 30ml nước nóng và khuấy đều cho bột tan ra. Mình lấy ra 20ml nước rau câu vừa nấu, cho vào cùng 1 thìa cà phê nước cốt trà xanh vừa pha và mình khuấy đều. Mình sẽ sử dụng bơm tiêm chuyên dùng bơm rau câu này để tạo nét chữ cho đẹp. Mình sẽ lấy nước rau câu vào ống tiêm. Sau đó bơm vào khuôn ở các nét chữ và rìa khuôn.
mình sẽ làm hai khuôn chữ màu xanh như thế này. Tương tự thì mình lấy 20ml nước rau câu, cho vào cùng một thìa cà phê nước cốt cà phê pha phin và khuấy đều. Và mình cũng dùng ống bơm để tạo nét chữ cho hai khuôn còn lại. Để một chút, khoảng 2 phút là nó đã đông lại rồi. Mình sẽ lấy 400ml nước rau câu cho vào một cái nồi. Cho vào cùng 30g sữa đặc, 70g nước cốt dừa và cho lên bếp, đun cho sôi trở lại. Mình sẽ rót vào mỗi khuôn 50ml rau câu nước cốt dừa. Sau đó mình để cho phần rau câu này đông lại. Phần nước rau câu trắng còn lại trong nồi thì mình sẽ chia làm 2 phần, mỗi phần khoảng 100ml. Mình cho riêng ra hai nồi và đun sôi trở lại. Một phần thì mình cho vào 20ml nước trà xanh để tạo màu xanh. Một phần thì mình cho vào 20ml cà phê đen pha phin để tạo màu cà phê. Phần rau câu flan phô mai đã đông rồi. Các bạn chỉ cần lấy mũi dao lách nhẹ quanh thành khuôn là có thể lấy ra rất là dễ dàng. Mình sẽ rót vào khuôn một lớp mỏng rau câu trà xanh, sau đó cho bánh flan vào giữa. Các bạn lưu ý nước rau câu phải đun sôi thật nóng để không bị tách lớp nhé. Sau đó mình sẽ rót hết nước rau câu trà xanh chia đều vào hai khuôn. Tương tự phần rau câu cà phê mình cũng làm như vậy. Mình để cho lớp rau câu này đông lại. Phần nước rau câu sữa dừa còn lại trong nồi để lâu đã đông lại rồi, mình sẽ cho lên bếp đun sôi trở lại. Khi lớp rau câu cà phê trà xanh đã đông thì mình sẽ đổ rau câu nước cốt dừa vào đầy khuôn. Để cho nguội hoàn toàn rồi mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng cho rau câu đông lại, mát lạnh rồi mới sử dụng nhé. Bánh sau khi để vào ngăn mát tủ lạnh qua đêm đã đông rồi này. Mình sẽ bóc quanh thành khuôn và lấy bánh ra rất là dễ dàng. Đây là chiếc bánh vị trà xanh matcha, màu rất là đẹp. Còn đây là vị cà phê, màu xuất sắc luôn. Mình sẽ cắt bánh ra để các bạn cùng xem nhé. Bánh rất là giòn, không hề bị tách lớp. Các lớp xen kẽ nhau rất là đẹp này. Bánh có độ ngọt vừa phải, nhân flan phô mai thì mềm béo, ngon lắm luôn. Thêm ngay món bánh trung thu rau câu nhân flan phô mai này vào danh sách các món bánh trong mùa trung thu năm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.